Hoàng Auto xin chào toàn thể bác. Hôm nay thì ở bên em tiếp tục lên đường 3 phiên bản súp điện lái hơi bát 40 P3 2020 cho 3 bác khách hàng ở 3 tỉnh thành. Anh Vệ tại Tam Điệp Ninh Bình, thứ hai là anh Luân tại Hạ Hòa Phú Thọ, và cuối cùng anh Phước tại thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. 3 phiên bản súp điện lái hơi P3 bát 40 và dòng model này thì bên em đang bán với giá là 3.350.000. Phiên bản súp bát 40 công suất max lên đến 950W, và đối với ngưỡng công suất này thì khá là phù hợp để các bác chơi trong khoảng không gian từ 5 đến 60 m2. Thiết kế hầm hố cực kỳ là đẹp, với toàn bộ vỏ thùng thì đều được phủ những lớp sơn sần đen. Hai tay sách ở hai bên, cọc cắm loa full. Phiên bản này thì sẽ có trọng lượng dao động từ 32 đến 35 kg. Và kích thước của súp sẽ có chiều cao chính xác là 51 phân này. Chiều rộng của súp là 50,5, và cuối cùng là chiều sâu thì em sẽ tính từ cái phần sâu nhất của súp 48 phân. Đấy là toàn bộ về kích thước và trọng lượng của súp. Dòng súp B3 2020, dòng súp điện lái hơi bát 40, giá 3.350.000. Phiên bản này thì cũng khá là hay. Về bộ mạch, toàn bộ linh kiện thì đều được sử dụng bằng linh kiện chân đồng và nguồn xuyến đồng 100%. Súp điện lái hơi, đây là một trong những cái phiên bản súp điện khá là cao cấp và rất là hiện đại, phù hợp các bác có thể chơi được cả đường điện lẫn đường hơi, rất là tiện lợi đúng không ạ? Tỏa nhiệt sẽ có hai volume, một volume tổng và volume cắt tần số, sẽ có thể cắt được từ giải tần 50 đến 150Hz. Đảo pha những đường tín hiệu vào, công suất 950W, và toàn bộ thông số thông tin của súp thì đều được thể hiện trên cái bảng mạch đằng sau. Súp điện lái hơi nhá, một trong những dòng súp khá là tiện lợi, giá thành hợp lý, tiếng đánh uy lực cực kỳ là hay. Logo B3 có thể xoay 360 độ, dòng súp bát mặt. Hai lỗ thông hơi thì được đặt ở sau tấm e-găng, bát mặt này, e-găng làm bằng kim loại. Thiết kế cực kỳ là đẹp, rất là hầm hố. Đây là một trong những phiên bản súp thì đang được đón nhận sự quan tâm, sự tin tưởng của bác rất là nhiều. Bác nào có nhu cầu quan tâm tìm hiểu và tham khảo về mẫu model này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà qua Zalo số điện thoại 0967 345 155. Bây giờ thì các bác và anh em có thể đeo tai nghe vào để có thể cảm nhận được rõ hơn về chất lượng âm thanh, chất lượng sản phẩm mà dòng model B3 2020 phiên bản súp điện lái hơi bát 40 này cho ra cực kỳ là tuyệt vời. Và 3 phiên bản, 3 model súp điện lái hơi V3 2020 bát 40 chuẩn bị lên đường cho 3 bác khách hàng. Bác nào có nhu cầu quan tâm tìm hiểu và tham khảo về 3 mẫu model, 3 dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà để tham khảo và đặt hàng nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo của Hoàng Hà.